chào tất cả quý vị khán giả của kênh SCTV14. Ngày hôm nay thì Quang Thái rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Sở Thích Ngôi Sao. Chương trình là một nhịp cầu nối giúp tất cả quý vị khán giả đến gần hơn với những diễn viên, những nghệ sĩ mà quý vị yêu mến thông qua các bộ phim được phát sóng trên SCTV14. Và ngày hôm nay thì chương trình có đặt ra một cái nhiệm vụ cho Thái á, là chiết ghép một chậu lan đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau. Thứ nhất là phải đẹp, thứ hai là phải chơi được lâu, và thứ ba là giá tiền phải phù hợp. Và Thái biết có một cô diễn viên với cái niềm đam mê sở thích trồng lan, thì Thái nghĩ rằng cô có thể giúp Thái hoàn thành cái nhiệm vụ mà chương trình giao ra cho mình. Nào, hãy cùng đi theo Thái nhé. Chương trình đưa ra cái thử thách công nghiệp thiệt. Biểu mình đi chiết lan qua cái chậu. Lan ta đẹp quá trời mà cho có 80.000. Chiết cái kiểu nào cho nó đẹp đây? Phải đi kiếm cô Bích Hằng giúp mình mới được. Cây người ta chà bá lửa như vậy nè, mình cứ chiết cái cây ra, có lẽ bây giờ chẻ cái cây này làm đâu trời. Không có Hằng đâu rồi ta? Cô Hằng! Ủa con? Rảnh ghé vườn chơi hả con? Dạ, cô đang làm gì vậy cô? Thì cô cắt tỉa mấy cái lá vàng hư rồi mấy cái rễ thúi á, cắt. Dạ. Mùa mưa nó dễ lây bệnh lắm. Thực sự là con không có rành về mấy cái này nhiều. Dạ, thì cô có thể chia sẻ cho con cũng như tất cả quý vị khán giả được biết là cô đến với cái niềm đam mê chơi lan này lâu chưa ạ? Chưa lâu đâu, cô mới chơi lan gì khoảng mấy năm nay thôi. Dạ. 3 năm. Khoảng 3 năm. Hôm Tết mới đi ngang cái vựa hoa đó, thì thấy tự nhiên có một cái chậu cái hoa gì nó lạ lạ mà thấy cũng hay hay. Dạ. Cái mua về treo. Mua về treo thì thấy khi mà nó qua Tết cái nó tàn bông rồi, cái nó không có chết. Cái nó nảy lên cái mầm con cây mới. Ồ, thích quá. Cái trồng cứ để đó, cứ tưới nước cho nó sống tiếp. Thì trong lúc sống tiếp thì mình đi thấy cái mặt hoa khác lại cũng đẹp đẹp. Cái rước về, cái nó tàn hoa nó cũng chưa chết nữa. Cái mình nuôi tiếp, cái đem mua nữa. Vậy hoài đó. Như vậy là cái từ từ cái niềm đam mê mình gắn kết với lại hoa lan luôn hả cô? Ừ. Ở đây con thấy có rất là nhiều loại hoa lan. À, có màu trắng nè, màu vàng, rồi màu tím. Đó, như con nhìn vô là con nhìn là con biết nó là hoa lan rồi đó. Ừ. Nhưng mà con không biết phân biệt từng loại. Cô có thể chỉ cho con cũng như tất cả quý vị khán giả là phân biệt từng loại lan được không cô? Đây nè, ví dụ như cái mặt hoa này đi. Dạ con dạ. Con biết tên nó không? Trời ơi, con sao biết được cô? Nó là hoa lan. Tên nó là Yaya Mini. Cái gì cô? Hả? Cái gì? Ủa? Tên hoa này là Yaya Trương Nhi hả? Yaya Trương Nhi hả? Yaya Mini. À, Yaya Mini. Trời ơi, con nghe tưởng đâu là diễn viên Yaya Trương Nhi. Con lậm lắm rồi nha. Nó là mini. Dạ. Tại vì nó cái size nó nhỏ xíu à. Dạ. Đó, nếu mà buổi Tết á, mà con chân không cần Tết đâu, con chỉ cần một chậu nhỏ để trên bàn làm việc á, nó nở những chùm hoa nhỏ nhỏ xung quanh thành bình vậy nè, mà nó nở rất là lâu. Dạ. Cái là dendro màu. Dendro màu. Dendro màu. Đây gọi là đen rô nắng nè. Đen rô màu, đen rô nắng. Nắng, nắng là cái loại cây nó rất là cao. Cái size nó rất là cao. Nếu như con trồng ở dưới mặt đất nó có thể là cao 2 thước. Và cái hoa nó còn cao hơn nữa. Nó là nắng cho nên là con thấy không? Cái chậu này nè, nguyên cái chậu nè, con thấy không? Dạ. Nó vì cái nó vướng cái tường nhà bên kia, nó không có nắng phía bên kia. Cho nên là cây nó đổ. Nó đổ về theo hướng ánh nắng đúng không cô? Nó đổ theo cái chiều nắng hết. Còn nếu mà cái chậu này mà được đặt ở một cái nơi mà nắng hết tứ phía thì nó sẽ xòe tròn rất là đẹp. Cái này là hoa dendro. Dendro nắng. À, nãy giờ dendro con tưởng nắng. Đâu là giống như là dendro cầu thủ đá banh vậy đó. Đây, còn hai cái này. Cái dòng này là cái này là hibiki. Là hibiki hả con? Dòng grass. Dòng grass là nói chung của những cái mặt hoa nó có cái kiểu hoa như thế này, nó cánh nhỏ mà dài như thế này, giờ gọi là grass, nhưng mà grass nó cũng có nhiều giống. Cái này là hibiki. Còn cái này là vũ nữ bút chì. Phụ nữ bút chì hả cô? Vũ nữ cái nhỉ? Vũ nữ bút chì. Vũ nữ bút chì. Chà, cái tên cũng gắt quá ha. Vũ nữ bút chì. Đúng rồi. Đâu khoan đã cô, để con điểm danh lại cái coi. Có cái Yaya Mini nè. Cái Dendro. Cái Hibasiki. Hibiki. Hibiki. Dạ. Đúng rồi, còn cái này là bút chì. Vũ nữ bút chì. Vũ nữ bút chì. Cái này là brass.
Ras. Ras là yellow bird, là con chim vàng đó. Yellow bird con chim vàng, còn red. Đúng rồi. Red bird là con chim đỏ. Còn blue bird là con chim xanh thôi cô. Chưa được mấy chưa cái. Chưa có chim xanh. Chưa có hai màu đó. Dạ. Đi vô trong vườn. Dạ. Không biết cây này tên gì không? Cô để con cắt cho. Cái lá này, cắt cái lá này. Bây giờ cô chỉ con đi. Thôi chú. Chú làm hư cây của tôi chú. Trời ơi. Không cho cắt lá hư lá bệnh người ta mới cắt. Chú cắt nhầm cái lá sống của người ta là chết luôn á. Cái này là hồ điệp rừng. Ủa hồi nãy con thấy cái hồ điệp rừng bên kia, hồ nó bự vậy mà sao bên đây nó có. Sai rồi, bậy rồi. Cái đó là hồ điệp công nghiệp. Hồ điệp công nghiệp, à, cái lá nó bự. Hồ điệp công nghiệp. Cái hoa nó bự. À giờ con mới biết nữa là có cây lan rừng nữa hả cô? Đúng rồi, cái này là hồ điệp rừng. Cô ơi, ở đây con thấy cái vườn lan mình để cũng trống trải mà con thấy có nhiều cái lan nó cũng có giá trị á cô, mình để như vậy sao mình không có cái hình thức nào mình bảo quản đó cô. Lan này thì giá bình dân thì mình cũng không lo sợ lắm. Còn nếu như có những cái dòng lan có giá trị thì phải bảo quản kỹ. Bởi vì lan tặc bây giờ kinh khủng lắm. Trời ơi. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, hồi nào giờ Thái chỉ nghe là cát tặc rồi lâm tặc thôi. Lần đầu tiên trong đời Thái mới nghe là lan tặc. Ủa lan lấy làm gì cô? Nãy cô nói cái giá trị nó cũng bình dân mà. Thì cô nói lan ở vườn này bình dân thôi, chứ cô đâu nói là lan ở đâu nó cũng bình dân đâu. Thậm chí là những người mà có cái vườn lan có giá trị là bây giờ phải gắn camera khắp nơi. Bởi vì đó gắn camera cho nên mới biết là khi mà nó mất, khi mà mình bị mất lan á, là toàn là đi xe hơi. Đi xe hơi tới cái leo rào vô nhà người ta gỡ thấy là đi xe hơi giọt. Cái gì ghê vậy cô? Không lẽ bây giờ đi xe hơi, một người đi xe hơi sang trọng như vậy mà vô lấy một chỗ lan nhỏ xíu cho cô, không lẽ cái cây lan nó lại mắc hơn chiếc xe hơi? Ờ có chứ. Cô đã từng hỏi, cô thích cái mặt hoa đó và cô hỏi thì một cái thân về một cái mầm con đang lên như thế này là 220 triệu. À thế là trời ơi, sao rác quá. Say sẩm quá. Thôi cô ơi, cô dắt con vô chiếc lan đi chứ cô nói tỉ tỉ nữa lát nữa con xỉu cái đụng ngay đây luôn. Cái cây lan này á là đây nè. Con nhìn thấy không? Cái hướng nó đã ra sát mí chậu rồi nè. Dạ. Nếu mà để nó phát triển tiếp mà không tách ra thì cái mầm con này nó sẽ đụng cái thành chậu và nó không phát triển được. Dạ. Cho nên bây giờ mình phải tách cái hướng này ra ngoài để mình sang cái chậu khác cho nó sống thoải mái ha. Mình phải cắt ngay cái rễ hả cô? Ngay cái căn hành, tức là cái thân nó truyền ở dưới. Chúng ta phải lấy cái hướng này ra ngoài. Đó. Cái rễ nó rất là nhiều nhưng mà con có thể cắt. Tại vì mình lấy ra ngoài thì nó sẽ buộc phải sống lại từ đầu. Cắt cái rễ đi. Mình lấy cái hướng này ra. Đây. Cái vết cắt này chúng ta phải làm cho nó láng nha, không có được để cho nó bị dập. Nó cắt lại bằng cái kéo sắt hoặc là lưỡi lam. Hoặc là lưỡi lam con cắt một đường cho nó sắc để cho nó nhẵn mịn cái mặt này ha. Những cái rễ mà hư nè, những cái rễ thối nè bỏ đi. Còn những cái rễ nào mới đâm ra, để rễ mới á thì con dạ. Để lại ha. Rễ mới đâm ra cái đầu nó còn đầu rễ còn xanh á. Dạ còn xanh với lại nó hơi trắng là nó còn mới. Nhưng mà nó còn sống, nó đen còn sống. Đen úa là đúng nó đã rồi. Thôi cô để con phụ cô đi chứ mất công chương trình la con á. Đây. Con cái rễ là nào hư mà đen thì con hãy cắt nha. Cái kéo này mình cầm vậy hả cô? Ừ. À cái này ở dưới, đúng rồi. Đúng rồi. Cắt mấy cái đen hả cô ha? Đúng rồi. Cái rễ nào mới thì để lại nha. Cái rễ nào mới thì để lại nha. Dạ, mới hết mà cô. Rồi xong. Mới giờ mất một cái rễ nó mới lúa cái đầu rễ ra. Thôi đây chú ơi. Đây không, con tỉa cho nó láng o luôn nè. Láng là lá, cái rễ nào nó hư thì mới tỉa láng. Còn cái rễ mà nó mới nhú là cái đầu xanh lè. Trời ơi trời, chắc chết cái cây của tôi quá. Đây. Chưa, bây giờ con phải làm cái nhiệm vụ này. Dạ con làm gì cô? Đây là cái keo liền sẹo. Trời ơi, có keo liền sẹo luôn hả trời? Mình vừa cắt nè, nó vừa bị thương nè, đúng chưa? Một vết cắt đúng chưa? Trời đất ơi. Đó, mình phải trét cái keo này vô cái vết thương này để cho nó liền sẹo lại. Ở nhà thì cô có cái tăm bông, nhưng mà ở đây thì mình phải dùng cái này thôi. Đây, trét cho nó liền cái sẹo này lại ha. Để cho nó đừng bị thương và giữ cho cái vết thương nó lành, để không thôi là nó nhiễm nấm với vi khuẩn á. Đây, rồi. Con ghim vào cái lỗ này. Con ghim vào cái lỗ này. Đây. Thấy chưa? Ấn nó vào. Để cho nó. Rồi, để ấn vô. Ấn vô cái. Cho nó cố định. Đó, đúng rồi. Thôi, nhẹ. Rồi, xong, gãy chưa? Chưa. Rồi, xong. Quý vị ấn vào chị nào mà kêu cái tách là biết nó vô. Còn nó chưa kêu là nó chưa vô nha quý vị. Mà kêu cái tách thì một là nó vô, hai là nó gãy nó cái chậu. Luôn cái chậu. Ừ. Luôn. Bây giờ con lấy cho cô cái thang, mấy cái viên thang bự. Đây, mấy cái viên thang. Không, hay là thang nhỏ. Dạ.
chúng ta phải lót ở dưới đáy chậu những cái viên thang to khoảng 3 đến 4 phân. Ở trên thì chúng ta sẽ lót một lớp thang nhỏ hơn, những cái viên thang nhỏ hơn ha. Ở trên thì nhỏ hơn nữa cũng được, nhưng mà như thế này là cũng tạm ổn rồi. Còn cái cây lan, tức là con để ý coi, ở đây nó có mấy cái mắt ngủ nè, tức là mấy cái mầm cây con, đúng không? Nè, mầm con nè, đúng chưa? Mà nếu mà con lắp vô thì mấy cái mầm này nó bị chôn và nó sẽ bị thối luôn, và nó không có lớn được. Con phải gắn nó để cái gốc này ở trên cái bề mặt cái chậu thang ha. Con cố định nó như thế này. Và cái mầm, cái mắt ngủ như thế này, gọi là mắt ngủ nè. Mắt phải, ngủ hả cô? Đúng rồi, gọi là mắt ngủ. Thì nó phải hướng vào phía trong lòng chậu. Dạ. Hướng vào trong lòng chậu. Để khi mà phát triển nó đẻ cây con thì nó sẽ đi vào đây. Nó sẽ đi vào đây. Dạ. Thì cái cây nó sẽ, khi mà phát triển nó sẽ ở giữa cái chậu. Nó cân bằng và nó đối xứng cái chậu rất là đẹp. Thưa tất cả quý vị, sau khi được cô Bích Hằng giúp sức thì nói chung là nãy giờ cô làm không chứ Thái không có làm gì hết. Thì con cũng đã coi như là hoàn thành được cơ bản cái nhiệm vụ mà chương trình giao cho con rồi đó cô. Cô làm không phải con. Vậy thì con nói cô làm. Nhưng mà thôi cô cho con đi. Tại vì chương trình giao ra có 80 ngàn à. Mà đòi làm đủ thứ hết đâu có được. Chỉ tới đây thôi là đủ rồi. Đó, quá trời đẹp. Tất cả những cái lan đều mình chiết ghép như vậy hết hả cô? Hay là mình có những cái khác không cô? Không. Cái này là lan cách lê da, là lan công nghiệp. Thì cái dạng cây như thế này mình mới tách chứ kiểu này. Còn nếu mà với lan rừng thì con phải chiết cách khác chứ. Ủa, lan rừng là mình phải chiết cách khác nữa cô, chứ không phải là làm giống như vậy hả cô? Đúng rồi, lan rừng là khác, lan rừng có nhiều loại. Loại thân đứng thì khác và loại thân thòng nữa thì tách chiết là kiểu khác con. Nếu mà con muốn biết cái kỹ thuật mà tách chiết lan rừng thì con phải về nhà cô. Tại vì ở nhà nó mới có lan rừng. Vậy thôi, sẵn đây thì con xin phép cô cho con cũng như chương trình đến thăm nhà của cô để xem cái vườn lan rừng của cô nó như thế nào được không cô? Nói cái vườn thì hơi quê. Sao vậy cô? Cái ban công nó có chút xíu à. Không, cái vườn của cái nhà, còn cái này cái vườn là của cái vườn. À, rồi cô sẵn sàng mời con và ekip đến nhà để xem một số loại lan rừng và cái kỹ thuật tách chiết nó nha. Bây giờ thì Quang Thái và cô Bích Hằng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào số sau.